vọng giành quyền thừa kế của con coi như là không còn. Mẹ thà chấp nhận ly hôn để dành một phần tài sản còn hơn là trắng tay. Mẹ sẽ xây bệnh viện cho con. Không, việc tốt nhất mà mẹ nên làm là không nên sinh con ra trên cuộc đời này. Tại sao con dám nói với mẹ như vậy hả Khoa? Mẹ ăn sáng chưa? Mẹ chưa ăn sáng mà sao mẹ uống cà phê vậy? Hay là con với mẹ ra ngoài ăn sáng đi. Mẹ không muốn ăn. Mẹ không hỏi thăm bố hả? Mẹ nhìn thấy con là mẹ biết rồi. Nhìn đã có vợ chồng của cô Yên Đan. Con đừng lo, họ không để cho bố con gặp nguy hiểm đâu. Con không nói về sức khỏe mà con nói về vấn đề tinh thần kìa. Và những điều mà mẹ đã gây ra cho bố đó, mẹ cũng biết là bố là người yêu thương và tin tưởng mẹ nhất trên đời mà. Bố mẹ không cảm thấy có lỗi sao? Còn anh hai nữa, sao mẹ có thể gây ra những chuyện như vậy với ảnh? Mẹ có biết là bây giờ con xấu hổ đến mức con không dám nhìn vô mắt ảnh luôn đó. Hay là bây giờ con với mẹ về nhà, xong rồi con sẽ cùng mẹ cầu xin bố và anh hai tha thứ, được không mẹ? Khoa nè, nếu như bây giờ mẹ ly hôn với bố con thì con thấy sao? Mẹ, cũng đã nhiều lần mẹ đã suy nghĩ tới chuyện ly hôn này, nhưng mà bây giờ chuyện đã đến mức như thế này, mẹ đang suy nghĩ điều tốt nhất mẹ có thể làm bây giờ cho con là điều gì đây? Mẹ, nếu như mà về tương lai của con á... Khoa, nếu như là về tương lai của con, không phải nói tới chuyện cưới xin đâu. Nếu cần thiết muốn mẹ quỳ xuống mẹ cũng sẽ làm. Từ trước tới giờ, bố con luôn dành tình thương cho Hải Đăng. Bây giờ chuyện đã xảy ra như vậy, bố con càng đối xử tốt với nó hơn. Điều đó có nghĩa là hy vọng giành quyền thừa kế của con coi như là không còn. Mẹ thà chấp nhận ly hôn để dành một phần tài sản còn hơn là trắng tay. Mẹ sẽ xây bệnh viện cho con. Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy được? Tại sao lại không chứ? Nếu như bây giờ mẹ không ly hôn thì mẹ con mình cũng sẽ bị đối xử ghẻ lạnh mà thôi. Cho nên con phải dứt khoát, con phải làm đám cưới với Hoàng Yến. Mẹ suy nghĩ rồi, chỉ có cách này thôi. Vậy rồi còn cuộc sống của mẹ thì sao? Không có bố thì mẹ vẫn sống được sao hả mẹ? Mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi mà Khoa. Niềm mơ ước lớn nhất của cuộc đời mẹ là mẹ được nhìn thấy con thành công và hạnh phúc. Còn tất cả những thứ khác với mẹ nó không có ý nghĩa gì hết. Con nghe lời mẹ đi, đây là việc tốt nhất rồi đó. Không, việc tốt nhất mà mẹ nên làm là không nên sinh con ra trên cuộc đời này. Tại sao con dám nói với mẹ như vậy hả Khoa? Con có biết con là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời mẹ không? Nếu như không có con trên cuộc đời này, mẹ cũng không còn muốn sống tiếp để làm gì. Tại sao con không hiểu được điều đó hả Khoa? Khoa, con nghĩ làm sao vậy hả? Khoa, Khoa, con nghe mẹ nói nè. Bây giờ con không phải lo nghĩ gì hết, con chỉ lo cho sức khỏe của con thôi ha. Còn tất cả mọi chuyện còn lại con để mẹ lo, con không phải lo nghĩ gì hết. Con bình tĩnh lại, con chỉ lo cho sức khỏe của con thôi nha Khoa. Tất cả mọi chuyện mẹ sẽ lo nha Khoa. Về nhà nhận lỗi đi chị. Dù sao thì chị cũng là người có lỗi mà. Chỉ cần nhẫn nhịn một lần là được mà. Chị cứ cố chấp như vậy hoài sẽ bất lợi lắm đó. Anh Hải thì đang giận chị, mà chị thì không có ở nhà. Rồi anh Thư ở nhà tha hồ đâm chọt, có ngày mình sẽ trắng tay đó. Bộ muốn giữ là có thể giữ được sao? Em nhìn ổng bên ngoài có vẻ mềm mỏng như vậy,
Nhưng chị sống với ổng mấy chục năm, chị biết thật ra ổng là người rất cứng rắn. Điều gì ổng muốn rồi thì rất khó có thể thay đổi được. Đồng ý là trước đây chuyện gì ổng cũng hướng đến chị. Nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi. Bây giờ ổng đã chuyển hướng hoàn toàn sang Hải Đăng. Đã vậy, lúc nào cũng có anh Thư bên cạnh bày đủ trò để lấy lòng. Hải Đăng giống như hổ được mọc thêm cánh vậy. Em nghĩ thằng Khoa con chị sẽ giành được quyền thừa kế hay sao? Bây giờ chị có cầu xin gì đi nữa thì cũng chỉ nhận lại toàn là những sự phũ phàng mà thôi. Vậy bây giờ chị định bỏ cuộc bởi vì anh Thư có thể sẽ hủy hoại tương lai của thằng Khoa sao? Chị định buông tay sao? Đúng vậy. Chị rất là sợ cô ta. Chị không còn một tí lòng tin nào là mình có thể đánh bại được anh Thư hết. Chị không còn lòng tin là mình sẽ thay đổi được suy nghĩ của chồng mình. Vậy nên việc bây giờ chị phải gấp rút làm đó là hoàn tất thủ tục ly dị càng sớm càng tốt. Có như vậy chị mới hy vọng được phân chia chút ít tài sản mà lo được tương lai cho thằng Khoa sau này. Em đi về đi. Chị thua cuộc rồi. Quyền thừa kế cũng đã nhường lại cho Hải Đăng. Còn chuyện phân chia tài sản thì cũng giống như muối bỏ biển thôi. Em tự mình lo liệu lấy đi. Chị. Chị. Năng lực của bản thân như thế nào á thì cuộc sống nó sẽ như vậy đó. Một loại người nghèo hèn và thấp kém như cô, cho dù có cố gắng giành giật để trở thành một nữ chủ nhân của tập đoàn Tinh Hoa thì không chắc sẽ được tồn tại lâu đâu. Hình như dì chưa hiểu rõ tình hình rồi. Bây giờ cho dù dì có công kích con như thế nào đi nữa thì vẫn không thể thay đổi tình cảnh thê thảm hiện tại của dì đâu. Cô nghĩ như vậy thật sao? Dạ. Lúc nãy chồng con có nói tham vọng của con người là không có điểm dừng. Nếu không biết thế nào là đủ thì sẽ tự làm tổn thương chính mình và người khác. Con với dì đừng sống như vậy nữa. Không sống như vậy có nghĩa là cô quyết định từ bỏ sao? Con không cần phải tranh giành nữa. Nên thật ra con không cần phải từ bỏ gì cả. Bây giờ bố đã tin tưởng vợ chồng con như vậy thì chuyện thừa kế Tinh Hoa là chuyện sớm muộn thôi. Mà làm người cũng nên biết điều một chút. Cho nên nếu dì muốn, con sẽ cầu xin bố tha thứ lỗi lầm cho dì. Dì không cần phải hao tâm, khổ trí nghĩ cách lấy lòng bố như vậy nữa đâu. Ý của cô nói là tôi muốn quay trở lại ngôi nhà đó thì tôi phải ngoan ngoãn nghe theo lời của cô. Nhưng mà biết làm sao được. Tôi thì không cố sống cố chết để quay trở lại ngôi nhà đó để làm gì. Nghĩ tới cái cảnh tôi phải răm rắp nghe theo lời của cô, một loại thấp hèn, tôi đã cảm thấy kinh tởm lắm rồi. Cứ nghĩ đến cái cảnh tôi phải hít thở cái bầu không khí trong ngôi nhà đó cùng với cô, tôi thà mất hết tất cả còn hơn. Dì từ bỏ tất cả sao? Dì nói như vậy là có ý gì? Tôi muốn cái gì? Cô biết rồi đó. Hoa Vương xem sớm nhất trên VN và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel.